Cấu trúc dữ liệu, khoa học máy tính, tập 14. Chào mừng bạn đã tới với khóa học máy tính của kênh Tri thức nhân loại. Tập trước, chúng ta đã thảo luận về một số thuật toán cổ điển, ví dụ như sắp xếp danh sách các số và tìm đường đi ngắn nhất trong biểu đồ. Trong các ví dụ đó, chúng tôi đã không nói nhiều về cách thức mà dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính trong khi các thuật toán đang làm việc. Bạn không muốn dữ liệu của mình giống như phòng ký túc xá đại học với thức ăn, quần áo và giấy tờ nằm rải rác khắp nơi. Thay vào đó, chúng ta muốn dữ liệu của mình được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Điều đó sẽ cho phép CPU dễ dàng truy xuất và đọc dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Để thực hiện được điều này, các nhà khoa học máy tính sử dụng cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi đã giới thiệu một cấu trúc dữ liệu cơ bản ở tập trước, đó chính là mảng, array, còn được gọi là danh sách hoặc vector trong một số ngôn ngữ lập trình khác. Đây là một loạt các giá trị được lưu trữ trong bộ nhớ. Vì vậy, thay vì chỉ một giá trị duy nhất được lưu vào một biến, chẳng hạn như g bằng 5, chúng ta có thể xác định toàn bộ một chuỗi số và lưu giá trị đó vào một biến mảng. Để có thể tìm một giá trị cụ thể trong mảng này, chúng ta phải chỉ định index, dịch nôm na ra tiếng Việt là chỉ mục. Hầu như tất cả các ngôn ngữ lập trình đều bắt đầu mảng ở index 0 và sử dụng cú pháp dấu ngoặc vuông để biểu thị quyền truy cập mảng. Ví dụ, nếu chúng ta muốn thêm các giá trị ở vị trí đầu tiên và vị trí thứ ba của mảng y và lưu giá trị đó vào một biến a, chúng ta sẽ viết một dòng mã như thế này. Cách một mảng được lưu trữ trong bộ nhớ cũng không có gì phức tạp. Để đơn giản hóa, giả sử rằng trình biên dịch đã chọn lưu trữ dữ liệu của chúng ta ở vị trí bộ nhớ 1000. Array chứa 7 số và chúng được lưu trữ lần lượt trong bộ nhớ, như được thấy ở đây. Vì vậy, khi chúng ta viết gindex là 0, máy tính sẽ chuyển đến vị trí bộ nhớ 1000 với phần bù offset là 0 và chúng ta nhận được giá trị 5. Nếu chúng ta muốn truy xuất gindex 5, chương trình của chúng ta sẽ chuyển đến vị trí bộ nhớ 1000 cộng với phần bù offset là 5, trong trường hợp này, giữ giá trị là 4. Thật dễ nhầm lẫn giữa số ở vị trí thứ 5 trong mảng với số có index là 5. Chúng không giống nhau. Hãy nhớ rằng số index 5 là số ở vị trí thứ 6 trong array vì số đầu tiên là index 0. Array là cấu trúc dữ liệu cực kỳ linh hoạt, được sử dụng mọi lúc và do đó có nhiều hàm có thể xử lý chúng để làm những việc hữu ích. Ví dụ, hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình đều có một hàm sắp xếp. Với hàm này, bạn chỉ cần chuyển vào mảng dữ liệu của mình và nó sẽ được sắp xếp lại theo một thứ tự nào đó mà bạn mong muốn. Vì vậy, không cần phải viết lại thuật toán đó từ đầu. Kiểu dữ liệu array có liên quan rất chặt chẽ với kiểu dữ liệu chuỗi string. String chỉ là các mảng ký tự, chẳng hạn như chữ cái, số, dấu câu và các ký hiệu viết khác. Chúng ta đã nói về cách máy tính lưu trữ các ký tự trong tập 4. Thông thường, để lưu một string vào bộ nhớ, bạn chỉ cần đặt nó trong dấu ngoặc kép như thế này. Mặc dù nhìn không giống một array, nhưng khi lưu vào bộ nhớ thì nó sẽ trông như thế này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói rằng kiểu dữ liệu array có liên quan chặt chẽ với kiểu dữ liệu string. Lưu ý rằng string kết thúc bằng số 0 trong bộ nhớ. Đó không phải là ký tự 0, mà là giá trị nhị phân bằng 0. Đây được gọi là ký tự null và biểu thị phần cuối của string trong bộ nhớ. Điều này rất quan trọng vì nếu tôi gọi một hàm như print, nó sẽ hiển thị chuỗi ký tự ra màn hình. Cụ thể là nó sẽ in ra lần lượt từng ký tự bắt đầu từ vị trí bộ nhớ đầu tiên, nhưng nó cần biết khi nào nên dừng lại. Nếu nó không thể biết khi nào phải dừng lại, thì nó sẽ in ra mọi thứ có trong bộ nhớ dưới dạng văn bản. Đây chính là nhiệm vụ của số 0 mà chúng tôi vừa mới đề cập ở trên. Số 0 này sẽ cho các hàm xử lý dữ liệu kiểu string biết khi nào phải dừng lại. Bởi vì máy tính làm việc rất thường xuyên với văn bản, nên có nhiều chức năng đặc biệt để xử lý dữ liệu kiểu string. Ví dụ, nhiều ngôn ngữ lập trình có hàm nối chuỗi hoặc stringcat. Hàm này nhận thông tin đầu vào là hai chuỗi và sao chép chuỗi thứ hai vào phần cuối của chuỗi đầu tiên. Chúng ta có thể sử dụng mảng để tạo danh sách một chiều, nhưng đôi khi bạn muốn thao tác dữ liệu hai chiều, chẳng hạn như lưới các số trong bảng tính. Đối với điều này,
Chúng ta cần một ma trận, matrix. Bạn có thể coi ma trận là một mảng được lồng trong các mảng khác. Vì vậy, một ma trận 3x3 thực sự là gồm hai mảng có kích thước 3 ghép lại, với mỗi index lưu trữ một mảng có kích thước 3. Chúng ta có thể khởi tạo một ma trận như vậy. Trong bộ nhớ, dữ liệu này được đóng gói với nhau theo thứ tự như vậy. Để truy cập một giá trị trong ma trận, bạn cần chỉ định hai index, một cho hàng và một cho cột, chẳng hạn như g-index của 2, sau đó là index của 1. Điều này cho máy tính biết bạn đang tìm kiếm dữ liệu trong subarray 2 ở vị trí 1, và điều này sẽ cung cấp cho chúng ta giá trị 12. Điều thú vị về ma trận là chúng ta không bị giới hạn bởi kích thước 3x3. Chúng ta có thể tạo cho chúng bất kỳ kích thước nào chúng ta muốn. Và ma trận cũng không bị giới hạn, chỉ có hai chiều là hàng và cột. Chúng ta có thể tạo ra ma trận với số chiều tùy theo nhu cầu của bạn. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một ma trận 5 chiều và truy cập dữ liệu của nó như thế này. Yeah, bây giờ bạn đã biết cách truy cập ma trận 5 chiều. Hãy khoe với bạn bè về điều này. Cho đến nay, chúng ta đã lưu trữ các số hoặc chữ cái riêng lẻ vào các mảng hoặc ma trận của mình. Nhưng thường sẽ hữu ích khi lưu trữ một khối các biến có liên quan với nhau. Chẳng hạn như, bạn có thể muốn lưu trữ số tài khoản ngân hàng cùng với số dư của nó. Các nhóm biến như thế này có thể được nhóm lại với nhau thành một cấu trúc struct. Giờ đây, chúng ta có thể tạo các biến không chỉ là số đơn lẻ, mà còn là cấu trúc dữ liệu phức hợp, có thể lưu trữ nhiều phần dữ liệu cùng một lúc. Chúng ta thậm chí có thể tạo các mảng cấu trúc mà chúng ta xác định. Chúng tự động được nhóm lại với nhau trong bộ nhớ. Ví dụ, nếu chúng ta truy cập vào chỉ mục G bằng 0, chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ cấu trúc được lưu trữ ở đó và chúng ta có thể lấy số tài khoản cụ thể và dữ liệu số dư mà chúng ta muốn. Mảng cấu trúc này, giống như bất kỳ mảng nào khác, được tạo ở một kích thước cố định, không thể phóng to để thêm nhiều mục hơn. Ngoài ra, các mảng phải được lưu trữ theo thứ tự trong bộ nhớ, do đó khó có thể thêm một mục mới vào giữa. Tuy nhiên, cấu trúc dữ liệu struct có thể được sử dụng để xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn. Để tránh những hạn chế này, hãy xem cấu trúc được gọi là node này. Nó lưu trữ một biến như một số number và cũng là một con trỏ pointer. Con trỏ là một biến đặc biệt trỏ đến một vị trí trong bộ nhớ. Sử dụng struct này, chúng ta có thể tạo một danh sách liên kết. Đây là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt có thể lưu trữ nhiều nút. Nó thực hiện điều này bằng cách mỗi nút trỏ đến nút tiếp theo trong danh sách. Hãy tưởng tượng chúng ta có 3 cấu trúc nút được lưu trong bộ nhớ tại các vị trí 1000, 1002 và 1008. Chúng có thể cách xa nhau vì chúng được tạo vào những thời điểm khác nhau và dữ liệu khác có thể nằm giữa chúng. Vì vậy, bạn thấy rằng nút đầu tiên chứa giá trị 7 và vị trí 1008 trong con trỏ tiếp theo của nó. Điều này có nghĩa là nút tiếp theo trong danh sách liên kết nằm ở vị trí bộ nhớ 1008. Nhìn xuống danh sách liên kết, đến nút tiếp theo, chúng ta thấy nó lưu giá trị 112 và trỏ đến một nút khác ở vị trí 1002. Nếu chúng ta làm theo điều đó, chúng ta tìm thấy một nút có chứa giá trị 14 và trỏ trở lại nút đầu tiên ở vị trí 1000. Vì vậy, danh sách liên kết này đã xảy ra là hình tròn, nhưng nó cũng có thể bị kết thúc bằng cách sử dụng giá trị con trỏ tiếp theo là 0, giá trị null, cho biết chúng ta đã đến cuối danh sách. Khi các lập trình viên sử dụng danh sách liên kết, họ hiếm khi nhìn vào các giá trị bộ nhớ được lưu trữ trong các con trỏ tiếp theo. Thay vào đó, họ có thể sử dụng một bản tóm tắt của danh sách được liên kết trông giống như thế này, dễ hình thành khái niệm hơn nhiều. Không giống như một mảng có kích thước phải được xác định trước, danh sách được liên kết có thể được mở rộng hoặc rút ngắn đồng. Ví dụ, chúng ta có thể cấp phát một nút mới trong bộ nhớ và chèn nó vào danh sách này, chỉ bằng cách thay đổi các con trỏ tiếp theo. Danh sách được liên kết cũng có thể dễ dàng được sắp xếp lại, cắt, tách, đảo ngược, v.v. Điều đó khá tiện lợi và khá hữu ích cho các thuật toán như sắp xếp mà chúng ta đã nói đến tuần trước. Nhờ tính linh hoạt này, nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn được xây dựng trên đầu danh sách được liên kết. Nổi tiếng và phổ biến nhất là cấu trúc dữ liệu hàng đợi và ngăn xếp. Cấu trúc dữ liệu hàng đợi giống như việc xếp hàng để trả tiền trong siêu thị, theo thứ tự ai đến trước. Người đã đợi lâu nhất được phục vụ trước, mặc dù bạn chỉ mua một món hàng duy nhất,
nhưng bạn vẫn phải chờ tới lượt mình và người trước mặt bạn dường như đang cần thanh toán 23 món hàng. Hình thức này được gọi là nhập trước, xuất trước hoặc FIFO. Đó là phần đầu tiên, không phải là thứ 23 gói. Hãy tưởng tượng chúng ta có một con trỏ có tên là hàng đợi thanh toán, trỏ đến nút đầu tiên trong danh sách được liên kết của chúng ta. Sau khi hoàn thành việc tính tiền cho Hảo, chúng ta có thể đọc con trỏ tiếp theo của Hảo và cập nhật con trỏ hàng đợi thanh toán của chúng ta cho người tiếp theo trong hàng. Nếu có người mới muốn tính tiền, chúng ta sẽ thêm họ vào dòng đợi. Để thực hiện được điều này, chúng ta phải duyệt qua danh sách được liên kết cho đến khi kết thúc, sau đó thay đổi con trỏ tiếp theo để trỏ đến người mới. Chỉ với một thay đổi nhỏ, chúng ta có thể sử dụng danh sách được liên kết trở thành cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, đó là LIFO, vào sau, ra trước. Bạn có thể nghĩ về điều này giống như một chồng bánh kép. Với mỗi cái bánh mới được ra lò, bạn sẽ thêm nó lên đầu chồng bánh. Và khi bạn muốn ăn một cái, bạn sẽ lấy cái bánh trên cùng của ngăn xếp. Thay vì xếp thứ tự như kiểu hàng đợi, dữ liệu được đẩy lên ngăn xếp và xuất hiện từ các ngăn xếp. Nếu chúng ta cập nhật cấu trúc nút của mình để chứa không chỉ một mà hai con trỏ, chúng ta có thể tạo ra cấu trúc dữ liệu cây, tree. Đây là một dạng cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong nhiều thuật toán. Một lần nữa, các lập trình viên hiếm khi nhìn vào giá trị của những con trỏ này. Thay vào đó, họ khái niệm hóa cấu trúc dữ liệu cây như thế này. Nút trên cùng nhất được gọi là gốc hoặc rễ, root node, và bất kỳ nút nào treo từ các nút khác được gọi là nút con, children nodes. Như bạn có thể mong đợi, các nút phía trên nút con được gọi là nút cha, parent nodes, và cuối cùng, bất kỳ nút nào không có con, nơi cây kết thúc, được gọi là nút lá, leaf nodes. Trong ví dụ của chúng ta, các nút có thể có tối đa 2 nút con, và vì lý do đó, cấu trúc dữ liệu cụ thể này được gọi là cây nhị phân, binary tree. Nhưng bạn cũng có thể dễ dàng có các cây có 3, 4 hoặc bất kỳ số con nào bằng cách sửa đổi cấu trúc dữ liệu cho phù hợp. Bạn thậm chí có thể có các nút cây sử dụng danh sách được liên kết để lưu trữ tất cả các nút mà chúng trỏ tới. Một đặc tính quan trọng của cây, cả trong đời thực và trong cấu trúc dữ liệu, đó là chỉ có một con đường một chiều từ rễ đến lá. Sẽ thật kỳ lạ nếu rễ nối với lá. Đối với dữ liệu liên kết tùy ý, bao gồm những thứ như vòng lặp, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc dữ liệu biểu đồ để thay thế. Hãy nhớ biểu đồ của chúng ta trong tập phiên trước về các thành phố được kết nối bằng các con đường. Mô hình này có thể được lưu trữ dưới dạng các nút với nhiều con trỏ, giống như một cái cây, nhưng không có khái niệm về rễ và lá hoặc con cái và cha mẹ. Mọi thứ đều có thể trỏ đến bất cứ thứ gì khác. Đó là cái nhìn tổng quan về khá nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản được sử dụng trong khoa học máy tính. Dựa trên các khối nền tảng cơ bản này, các lập trình viên đã tạo ra tất cả các loại biến thể thông minh với các thuộc tính hơi khác nhau, chẳng hạn như cấu trúc dữ liệu cây đỏ đen và cấu trúc dữ liệu heap mà chúng tôi không có thời gian để trình bày. Các cấu trúc dữ liệu khác nhau này có các thuộc tính hữu ích cho các tính toán cụ thể. Việc lựa chọn đúng cấu trúc dữ liệu có thể giúp công việc của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ kỹ về cách bạn muốn cấu trúc dữ liệu trước khi bắt đầu lập trình. May mắn thay, hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều đi kèm với các thư viện được đóng gói đầy đủ các cấu trúc dữ liệu được tạo sẵn. Ví dụ, C++ có thư viện mẫu chuẩn và Java có thư viện lớp Java. Điều này có nghĩa là các lập trình viên không phải mất thời gian triển khai mọi thứ từ đầu và thay vào đó có thể sử dụng sức mạnh của cấu trúc dữ liệu để làm những điều thú vị hơn. Điều đó cũng có nghĩa là một lần nữa cho phép chúng ta hoạt động ở một cấp độ trừu tượng mới. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.